Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiêu hoa.
em quên luôn đi.
video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.